Bộ phim Rơm kể câu chuyện về cuộc sống của những người dân lao động nơi một khu chung cư cũ đang chờ giải tỏa tại Sài Gòn. Ở những phân cảnh đầu tiên, thế giới của Rơm được khắc họa bởi sự không hoàn hảo của khói bụi đô thị, của những dòng xe ngược xuôi, những con hẻm chật chội và những căn nhà cũ nhuốm màu thời gian. Rơm thật đến nỗi có phút chốc nào đó, khán giả ngửi được mùi sập xệ, cũ kỹ của một chung cư xuống cấp, ngửi được mùi khói nhang của những nghi thức mê tín dị đoan hay mùi của bùn đất, của ao tù nước động. Người dân lao động nơi đây, họ đều chơi số đề với hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn để đổi đời. Rơm Trần Anh Khoa đóng là một cậu bé bụi đời làm cò đề, chuyên tư vấn số và giúp mọi người ghi đề. Nếu giúp người khác thắng, cậu sẽ được tung hô và cho một ít tiền. Nhưng lúc ngược lại, Rơm phải hứng chịu những lời sỉ vả, thậm chí bị đánh đập. Đối thủ của Rơm là Phúc, anh Tú Vi Sơn đóng, một thiếu niên giảo hoạt, muốn chiếm mối ghi đề để kiếm miếng ăn qua ngày. Cả hai vừa cạnh tranh nhau, vừa phải xoay sở giữa đám giang hồ cùng những người dân hăng máu đỏ đen. Trong thế giới của Rơm, đồng tiền đã khó kiếm mà lòng tin thì còn khó gấp bội. Tin vào những con số không dễ dàng, tin vào điềm báo quá mơ hồ, tin vào những người xung quanh bất khả thi. Chạy cũng là từ khóa xuyên suốt bộ phim, khi cả Rơm và Phúc đều thường xuyên phải chạy hối hả để bắt kịp chiếc kim đồng hồ đang trôi dần về giờ thông báo kết quả xổ số, để trốn những người truy đuổi hay chỉ đơn giản chỉ vượt qua nhau một khoảnh khắc trên đường mưu sinh. Rơm và Phúc trải qua những hoạt động thể chất dữ dội, thậm chí gây phấn khích cho người xem. Những thành quả mà họ kiếm được chỉ là vài đồng bạc, một kiếp sống dưới mức bình thường. Điều đó khiến những màn chạy đua hay đánh nhau càng về cuối càng tạo cảm giác đáng thương thay vì hứng thú. Gần cuối phim, trong lúc hành động của hai nhân vật vẫn dữ dội, nhạc phim chậm dần như cách nén lại cảm xúc về số phận mà họ chưa thể tìm cách thoát ra. Ngoài Rơm và Phúc, tác phẩm khắc họa nhiều mảnh đời với điểm chung là sự bế tắc trước cái nghèo, tiêu biểu như ông Khắc Mai Trần đóng hay đôi vợ chồng do Thanh Tú Mai Thế Hiệp thể hiện. Không có nghề nghiệp hay dự định tương lai rõ ràng, những người này lao đầu vào số đề như con đường chóng vánh để đổi đời, bất chấp nhiều kẻ đã tán gia bại sản. Cảnh họ say mê đề đến lú lẫn, cố dự đoán những con số tạo ra tiếng cười trào phúng lẫn cảm giác đáng thương. Vui là hạnh phúc, mà hạnh phúc là 41 là một câu thoại hay tóm tắt vòng luẩn quẩn của những phận đời trong chung cư. Trần Anh Khoa và anh Tú Wilson là hai linh hồn của tác phẩm, mất đến 8 năm thực hiện, đồng hành cùng dự án trong thời gian dài, họ gần như đã sống cùng nhân vật. Anh Khoa thuyết phục người xem khi hóa thân thành cậu bé bụi đời hiền lành, đôi khi hơi ngây ngô. Một số cảnh trong Rơm được lấy lại từ phim ngắn của cùng đạo diễn, mang đến cảm giác chân thật về sự lớn lên của nhân vật theo thời gian trong phim. Còn anh Tú Wilson gây ấn tượng với khuôn mặt có chất bụi bẩm sinh, cùng những màn hành động đòi hỏi sự dẻo dai. Ngoài đời, anh là một vận động viên võ thuật. Trước khi đóng phim, ở nhiều cảnh hành động, tiêu biểu như trên đoạn đường phố với dòng xe đang lưu thông, anh Khoa và anh Tú cho thấy sự xả thân hiếm có vì vai diễn. Đôi diễn viên trẻ này được hỗ trợ bởi dàn diễn viên phụ nhiều kinh nghiệm như Cát Phượng, Mai Thế Hiệp, Mai Trần, Thiên Kim. Kịch bản chia đất vừa vặn cho mỗi người với những khoảnh khắc nhỏ để ghi dấu ấn. Trong khi đó, Vô Vi nổi bật trong vai gã đại ca xã quyệt, xuất thân từ một rapper hay viết về cuộc sống đường phố. Anh dễ dàng hóa thân nhân vật gây nhiều sóng gió trong phim. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin hay nhé.